Thưa cùng quý Phật tử, thì ngày 17 tháng 11 là cái ngày gì ạ? Ở đây ai biết? À đúng rồi, thuộc bài đó. Ngày vía Đức Phật A Di Đà. Và thuộc bài là biết ngày 17 tháng 11 ngày vía Đức Phật A Di Đà. Nhưng có biết là lịch sử lấy từ đâu lấy ngày 17 tháng 11 làm ngày vía Đức Phật A Di Đà không? Không biết đúng không? Vậy là giỏi. Mình sẽ tìm hiểu đôi nét về lịch sử. Xin thưa, trong những cái kinh như kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh Niệm Phật Ba La Mật đều có nói về lịch sử và các cái ứng hóa thân của Đức Phật A Di Đà ứng hiện vào trong thế gian để hóa độ chúng sinh. Nhưng không có ghi cụ thể là ngài đản sinh vào ngày nào cả. Vậy tại sao chúng ta lấy cái ngày 17 tháng 11 làm cái ngày vía của Đức Phật? Phật tử ráng nghe một lần rồi nhớ, mai mốt có ai hỏi biết đường trả lời. Chứ không người ta hỏi mình nhăn răng ra mình cười thì vui lắm đó. Sử ghi rằng ngày vía Đức Phật A Di Đà vào ngày 17 tháng 11 được lấy từ ngày sinh của Đại sư Vĩnh Minh. Đại sư Vĩnh Minh là vị tổ thứ 6 trong 13 vị tổ của pháp môn Tịnh Độ. Ngài có mặt ở thế kỷ thứ 9. Ngài sanh năm 904 và thị tịch năm 975. Vậy thì ngài thị hiện và có mặt ở cuộc đời là 71 năm. Thở nhỏ ngài đã là người con hiếu thảo. Lớn lên một chút theo sự giáo dưỡng của phụ mẫu, ngài đi theo con đường học vấn và sau này trở thành một vị quan. Nhưng có cái điều đặc biệt đó là ông luôn lấy cái ngân khố, lấy cái tiền thu thế của dân để mua cá, mua tôm, mua chim đi phóng sanh. Sau này có cái ông quan cấp trên biết được điều đó mới hạch tội ngài và xử ngài vào cái tội chết. Và khi xử ngài vào cái tội chết thì may thay là nhờ cái công đức, cái phước lành của ngài đã phóng sanh, nhờ cái công đức đó mà tự nhiên ngài thoát khỏi cái tội chết. Chẳng hiểu làm sao đó, chư Phật chư Bồ Tát gia hộ thế nào ngài thoát khỏi cái tội chết. Thế là từ quan bắt đầu con đường của hành đạo. Rồi ngài đi vào các chùa, đi hết già lam này tới già lam khác để học đạo, tham vấn hết vị thầy này tới vị khác để hỏi đạo. Và sau này trở thành một đại sư, đạo hiệu là Vĩnh Minh, và là vị tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông. Thưa các vị, cuộc đời của ngài gặp bất kỳ người tốt hay xấu, thiện hay ác, nam hay nữ, giàu hay khổ, ngài đều khiêng con gắn mà niệm danh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Bởi cuộc đời là khổ, vô thường, mau chóng lắm. Cuộc đời của ngài dành trọn vẹn cho sự phát triển pháp môn Tịnh Độ, và ngài giáo hóa được rất nhiều chúng hữu tình, hữu duyên với ngài. Và những người theo ngài học đạo cuối đời hiệu cái thổi tướng vãng sanh hiện ra, và rất nhiều người đã vãng sanh về thế giới cực lạc. Cho nên đương thời người ta tôn sùng ngài là hóa thân của Đức Phật A Di Đà đến với cuộc đời để dạy chúng sinh niệm Phật trở về với ngài. Một hôm có một vị cư sĩ
đến hỏi Đại sư Vĩnh Minh rằng: Kính bạch Hòa Thượng, bây giờ trong cuộc đời có vị nào chân tu chăng? Đại sư Vĩnh Minh mới trả lời: Có Hòa Thượng Hành Tư, ông ấy là hóa thân của Phật Định Quang đến với cuộc đời giáo hóa chúng sinh. Ông hãy đến đảnh lễ học hỏi đạo lý nơi Hòa Thượng Hành Tư. Thì lúc bấy giờ vị cư sĩ ấy mới tìm đến với Hòa Thượng Hành Tư. Đến đảnh lễ thì Hòa Thượng mới hỏi rằng: Tại sao ông đến đây và lại ta? Ông cư sĩ trả lời: Bạch Ngài, Vĩnh Minh Đại Sư nói với con Ngài là hóa thân của Đức Phật Định Quang nên con đến đây đảnh lễ. Thì vị Hòa Thượng Hành Tu mới nói rằng: Ồ, quả thật Vĩnh Minh Đại Sư ông ấy đã nói quá nhiều lời. Ông có biết không, ông ấy chính là ứng thân của Đức Phật A-di-đà đến với cuộc đời để khuyên chúng sinh biết niệm danh hiệu của Đức Phật A-di-đà mà trở về với cõi nước Cực Lạc, thoát khỏi u bi sầu khổ. Thì ông này ông nghe như vậy thì ông liền quay trở về để tìm đảnh lễ Ngài Ngài Vĩnh Minh. Nhưng mà thưa các vị, là ông vừa về tới chùa thì Ngài Vĩnh Minh Ngài đã thị tịch, không gặp được. Đó là chúng ta tìm hiểu đôi nét về lịch sử. Và trong sử có ghi rằng Đức Phật A-di-đà ứng thân rất nhiều, rất nhiều vào trong cuộc đời với mọi hình thức để giáo hóa chúng sinh, khuyên chúng sinh niệm Phật. Có khi Ngài ứng thân là một nam cư sĩ hoặc là một nữ cư sĩ để khuyên chúng sinh niệm Phật. Vậy thì rõ ràng bản hoài của Đức Phật đến với cuộc đời là để khuyên chúng ta niệm Phật. Vậy thì mục đích tối hậu của chúng ta cũng không gì khác hơn, đó là sanh về cõi nước Phật. Mà muốn sanh về cõi nước Phật thì tức khắc không thể rời bỏ câu niệm Phật. Đức Phật Di Đà Ngài luôn dạy chúng sinh hãy nghĩ đến danh hiệu của ta và hãy thiết tha niệm. Ta không từ bỏ bất kỳ ai, dù người đó là kẻ tốt hay xấu, thiện hay ác, kẻ đó sang hay hèn, vân vân, ta không cần biết. Nhưng trong tất cả những người ấy niệm danh hiệu ta thì đồng được sanh về cõi nước của ta. Mà thưa với các vị, bây giờ các chùa của mình vì nghĩ tưởng đến cái công đức lớn lao của Đức Phật A-di-đà Ngài đến với cuộc đời, cho nên mình lấy cái ngày sinh của Ngài Vĩnh Minh Đại Sư để làm cái ngày lễ vía mừng Đức Phật A-di-đà đản sanh. Và thường thì các chùa chúng ta tổ chức cái đêm hoa đăng, đúng không? Mỗi người bưng một ngọn đèn. Ngọn đèn ấy được mồi từ ở trên bàn Phật, ôm trụ trì mồi xuống. Rồi cái ôm trụ trì đem ngọn đèn đó truyền lại cho Phật tử. Rồi Phật tử lần lượt mồi và mồi ngọn đèn với nhau. Mà tôi hỏi các vị mồi ngọn đèn để làm gì đó? Ở chùa không có điện hay sao phải mồi đốt đèn hả? Nó tối quá phải đốt ngọn đèn đó để thấy đường hả? Tất nhiên không phải những điều đó. Ngọn đèn đó thôi, mình chỉ mượn ngọn đèn là hình ảnh để tượng trưng. Các vị nhớ nha, ngọn đèn đó chính là trí tuệ. Ngọn đèn là tượng trưng cho trí tuệ. Hình ảnh mà thầy trụ trì mồi ngọn đèn ở trên bàn Phật có nghĩa là con xin đón nhận cái trí tuệ của Đức Phật truyền trao cho con. Và đó cũng là sứ mạng của con để đi vào cuộc đời, để đem cái ánh sáng trí tuệ này truyền lại cho chúng sinh. Trong giây phút ấy, vị thầy trụ trì chính là người đứng ở trung gian giữa
chúng sinh và Đức Phật. Đón nhận ánh sáng ngọn nến từ nơi Đức Phật và đem xuống truyền lại cho chúng sinh. Đó là trách nhiệm, đó là sứ mạng của một người tu. Có nghĩa là chúng ta phải tu làm sao đó đúng theo lời của Đức Phật dạy, để bừng sáng lên cái trí tuệ của mình, tức là mồi được ngọn đèn từ nơi bàn Phật, rồi đem ngọn đèn ấy truyền lại cho chúng sinh. Có nghĩa là phải dạy cho chúng sinh tu cũng y như thế, thoát khổ đau, chứng đắc trí tuệ và giải thoát khỏi con đường sanh tử nhiều kiếp. Và thưa các vị, có một cái thí dụ, nếu như có một cái nhà tối cả ngàn năm, nhưng mà chỉ cần ai đó thắp lên một ngọn đèn thì cái bóng tối ngàn năm đó nó tiêu tan mất, đúng không? Như vậy bóng tối của một ngàn năm đi qua thì thời gian rất là lâu, rất là dài. Nhưng chỉ cần thắp ngọn đèn trong cái vài giây ngắn ngủi thì bóng tối kia tiêu hết. Cũng vậy, cái bóng tối của vô minh, của tham lam, của sân hận, của si mê, nó đã đeo đẳng đè bẹp cái thân phận con người chúng ta hàng lý kiếp đi qua rồi. Bây giờ chỉ cần thắp được ngọn đèn trí tuệ bừng lên thì tự nhiên tất cả những cái vô minh kia tiêu tan hết. Con người mình thường than rằng tình làm tôi khổ, có đúng vậy không? Tiền làm tôi khổ, danh lợi làm tôi khổ, chén cơm manh áo làm tôi khổ, con cháu làm tôi khổ. Các vị ở đây có hay than như vậy không? Có không? Nói thiệt nhau nghe đi chứ. Nhưng mà tôi thì có cái nghĩ khác lắm. Tiền không làm mình khổ, nhưng tự bản thân mình lại bắt mình khổ vì tiền. Tình không làm mình khổ, nhưng bản thân mình bắt mình phải khổ vì tình. Có đúng không ạ? Thật sự mấy cái vụ này tôi nói cũng là cái hiểu biết mà nói, chứ tiền với tình tôi đâu có đâu để mà nói. Tiền thì có khi có vài đồng bỏ túi để mua cái này cái khác, hoặc đổ xăng đi tới đi lui cũng có. Nhưng mà về tình thì cái này phải hỏi các vị. Người ta nói tại sao mà tôi nói mình tự khổ vì những cái đó? Bởi vì mình hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Khi mình ngã quỵ hoặc là mình bị vướng vào trong những cái đó, mình không thoát ra khỏi nó, mình bi ai, mình sầu khổ, mình khổ đau, rồi mình đổ thừa cho những cái đó, nó làm mình như thế như thế. Nhưng thật sự không phải, Tự mình làm khổ mình. Có cái chị đó nói: thưa thầy, con quen anh chàng kia được 5 năm, hai bên gia đình biết nhau, chuẩn bị tụi con tổ chức lễ cưới, nhưng mà đụng cái con biết ảnh hết thương con, ảnh thương người khác, rồi tụi con chia tay nhau. Chia tay ảnh xong bây giờ con chỉ muốn đi tự tử chết thôi, không muốn sống nữa. Nhờ thầy giúp giùm con làm sao cho con thoát ra khỏi cái tình ái đau khổ này. Tôi trả lời, tôi kêu: ồ, chị cũng hỏi đúng người á. Hỏi cái người chẳng biết gì về yêu để giải đáp cho chị về gút mắt của tình yêu. chẳng khác nào gặp ông thầy: thầy ơi, cho con mượn cái lược chải đầu. Nhưng mình nói thế này: chị năm nay bao nhiêu tuổi? Thì thưa, năm nay là con 28 tuổi. Quen được 5 năm có nghĩa là 23 tuổi là bắt đầu quen. Vậy thì tôi hỏi chị,
Trước 5 năm đó, từ 23 tuổi trở về trước, chị sống có vui không? Sống có bình an không? Chị trả lời: dạ con sống rất vui, sống rất bình an. Con không có đau khổ vì ba cái chuyện yêu đương. Chú: ồ, như vậy thì 23 năm chị không có một tình yêu mà sống yên bình, sống vui như thế. Tại sao chị không thấy đó là hạnh phúc? Bây giờ chị đã thoát được cái nợ của 5 năm này rồi, là cái cơ hội để chị sống lại với những giây phút mà của 23 năm trước chị đã sống yên bình như thế nào, không bị ràng buộc, không bị gò bó, không bị khổ đau, cũng không bị ai phải giày xéo mình về cái chuyện này chuyện khác. Mắc mớ gì mình không sống như vậy cho nó thông thả. Mà bây giờ 23 năm sống bỏ đi để ôm ấp cái 5 năm này của một người đến với mình, rồi mình tự đặt cuộc đời của mình vào với họ để rồi chuốc lấy khổ đau như thế này. Mình nói như vậy cái chị kêu: à, hóa ra là thế. Cũng vậy, từ đó chúng ta mới thấy rằng tình không có làm chúng ta khổ, mà tự chúng ta chạy theo để khổ vì tình. Tiền cũng thế, danh cũng thế, và mọi thứ của cuộc đời này cũng đều như thế. Không có cái gì làm ta khổ được nếu ta không đeo bám nó. Chúng ta không có si mê nó, chúng ta không bao giờ khổ vì nó. Chỉ sợ là chúng ta đeo bám nó, chúng ta si mê nó, rồi chúng ta khổ vì nó. Và thưa, ở trong kinh Đức Phật, Ngài có dạy một anh chàng Phật tử. Anh nói: bạch Đức Thế Tôn, chẳng biết nhân xưa con đã tạo nên cái nghiệp chi mà cái kiếp này của con lận đận đau khổ. Từ lúc mới sanh ra đã bị bỏ rơi rồi, không biết cha mẹ dòng họ mình là ai, rồi khi lớn lên phải lang thang nơi này nơi khác để nương nhờ vào tình thương của mọi người để kiếm cơm sống qua ngày, cũng bị người ta ăn hiếp, cũng bị người ta đè đầu cởi cổ. Vậy thưa Thế Tôn, con tạo cái nghiệp gì? Đức Phật Ngài nói: tất cả những cái quả mà con đang đón nhận đó, bởi nhân xưa con đã đối xử như thế đối với cuộc đời, đối với con người. Và bây giờ con phải là người gánh lấy cái hậu quả mà con đã từng tạo. Con muốn thoát khỏi cái hậu quả này, muốn thoát khỏi cái khổ đau này, con hãy sống tốt, hãy hoàn thiện chính bản thân con, đối xử tốt với con người và sống tốt giữa cuộc đời. Thì trong giây phút con đã sống tốt đó, con đã trút bỏ được cái khổ đau mà con đeo bám về sự tự ti. Tại sao mình như thế? Tại sao mình phải vướng vào hoàn cảnh như thế, trong khi mình cũng là con người như tất cả mọi người, nhưng sao mình không có cái quyền được như bao người khác? Và khi mình đã trút bỏ được mọi thứ của cái nghiệp quả từ quá khứ, mình sẽ đón nhận được cái giây phút yên bình ở trong hiện tại và đón nhận được kết quả tốt đẹp cho đời sống tương lai. Cũng thế, chúng ta quy chiếu lại với con đường của mình đang tu tập, ta tự hỏi rằng ta có mặt từ vô thủy kiếp, và phải nói đúng trong kinh diễn tả rằng ta cùng với Đức Thích Ca, cùng với Đức Di Đà có mặt cùng một lúc. Ta không bao giờ sanh sau Đức Phật một giờ nào cả. Ta có mặt cùng một lúc với chư vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng. Ấy vậy tại sao bây giờ các ngài đã thành Phật, thành Bồ Tát, thành các vị Thánh Tăng mà mình còn là một con người phàm phu để lầm lũi khổ đau? Khi ta hỏi như vậy, ta mới thấy rõ ràng mình nhiều kiếp đi qua lơ lỏng, lười biếng cái chuyện tu hành, cho nên bây giờ còn là một chúng sinh lầm lũi, còn đau khổ vì rất nhiều thứ. Và nếu như cái kiếp này cũng lại chẳng khéo tu, thì kiếp sau cũng lại lầm lũi và đau khổ nữa. Thế cho nên tự ý thức, tự nói với mình rằng một kiếp này nữa thôi,
hứa với lòng rằng một kiếp này tôi là một con người lận đận trong sanh tử, để đau khổ về tình tiền và mọi thứ, nhưng quyết định khi chấm dứt cái sự sống của thọ mạng, của thân mạng này, tôi sẽ thăng qua đời sống của chính mình bằng cách là sanh về cảnh cõi của chư Phật, chứ không sống ở cuộc đời đau khổ này nữa. Có nói với mình như vậy được không? Được không? Và tôi xin trở lại cái hình ảnh đốt cái ngọn đèn hoa đăng để cúng dường Đức Phật, nó có mặt vào thời nào? Phật tử cũng nên tìm hiểu. Xin thưa, cái ngọn đèn hoa đăng để đốt cúng dường trong những đêm lễ vía mà chúng ta đốt dâng cúng cho Đức Phật đó, có mặt vào từ thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế. Có mặt vào thời Đức Phật Thích Ca còn tại thế. Ngày hôm đó ở Tinh Xá Kỳ Viên, Tinh Xá Kỳ Viên tức là ở cái nơi mà Đức Phật cùng với chư Thánh Tăng lưu trú ở đó để rồi tu hành và giảng dạy giáo lý cho Phật tử. Đức Phật ở Tinh Xá Kỳ Viên thì tất cả mọi vua, quan cho đến thứ dân, người giàu, người nghèo gì vân vân đều tập trung về Tinh Xá Kỳ Viên để dâng phẩm vật cúng dường cho Đức Phật để cầu cái phước lành. Hôm đó có một bà lão, bà thấy mọi người rủ nhau đổ xô về Tinh Xá Kỳ Viên thì bà hỏi ra mới biết rằng hôm nay ở trên Kỳ Viên người ta thiết lễ cúng dường Đức Phật. Bà cũng nôn nức và chưa một lần bà được gặp Đức Phật. Thưa các vị, bà chỉ nghe nói về Đức Phật là một người đầu trần chân đất, là một ông thái tử bỏ hoàng cung để đi xuất gia, nhưng bà chưa bao giờ được diện kiến Ngài. Nhưng khi nghe người ta nói về Đức Phật, tự nhiên trong lòng bà có một niềm tin, một sự thành kính vô cùng lớn. Bà mới nghĩ rằng mình là một bà lão ăn xin để sống qua ngày, chắc cũng do những kiếp về trước mình sống không tốt, mình tham lam, mình bỏng sẻn, mình keo kiệt, cho nên bây giờ mình mới bị như vậy. Thôi thì mình hãy đến Tinh Xá Kỳ Viên một lần để được đảnh lễ Đức Phật, để cúng dường Ngài, mong cho mình thoát khỏi cái khổ đau mà hiện tại mình đang mang. Thưa các vị, hôm đó bà xin được 2 đồng. 2 đồng thì bà chỉ đủ mua được một ngọn đèn nhỏ và một chút dầu thôi, ngoài ra không mua được cái gì hết. Thì bà thắp ngọn đèn đó lên, từ ở cái chỗ bà mua, bà thành kính ôm ngọn đèn đó trước ngực và hướng về Tinh Xá Kỳ Viên. Nhưng vì hôm đó quá đông, người quá đông, bà không vào được Tinh Xá mà bà phải ở phía bên ngoài, không được diện kiến Đức Phật, cũng chẳng được dâng cúng ngọn đèn cho Đức Phật. Vì mình là một người ăn xin, thuộc ở cái dạng giai cấp thấp của xã hội, mà trong kia những người vua chúa, những người trưởng giả, họ đang dâng rất nhiều những phẩm vật y phục để dâng cúng dường Đức Phật. Còn mình chỉ dâng cúng có một ngọn đèn mà rất là nhỏ, nhỏ nhất trong tất cả các ngọn đèn được dâng cúng cho Đức Phật ngày hôm nay, và chỉ một chút xíu dầu này thôi thì chắc nó cháy cũng không có lâu. Bà nghĩ đến thế thì bà đặt ngọn đèn ở một gốc cây ở trong Tinh Xá Kỳ Viên, và bà hướng vào trong Tinh Xá, bà đảnh lễ Đức Phật, khấn nguyện rằng kính lại Đức Thế Tôn, con là một chúng sinh mang nhiều cái tội nặng,
Cho nên cái kiếp này sanh ra quá đau khổ, sinh một lần được diện kiến Thế Tôn cũng không diện kiến được. Con biết đó là cái tội của con quá lớn, nhưng con có chút lòng thành dâng cúng Thế Tôn, mong Thế Tôn thọ nhận cho con có cái phước. Thì bà để ngọn đèn đó và hướng vào tinh xá, đảnh lễ Đức Phật ba lễ, đảnh lễ ba lễ, rồi sau đó bà đi về. Một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, tất cả những ngọn đèn lớn ở trong tinh xá đều hết dầu và tắt. Có những ngọn bị gió thổi tắt. Nhưng lạ thay, năm ngày trôi qua, cái ngọn đèn có chút xíu kia và một chút dầu kia của bà lão ăn mày vẫn còn cháy mãi. Hay tin này, bao nhiêu người đổ xô đến xem thử sự tình ra sao. Thì trong đó có một vị trưởng giả, ông mới tìm hiểu ra ngọn đèn này của ai, và ông biết đây chính là sự mầu nhiệm. Ông tìm đến và biết được chủ nhân của ngọn đèn đó là một bà lão ăn xin. Ông đi tìm bà lão và gặp bà lão, nói rằng: bà lão, bà hãy bán cái ngọn đèn này cho tôi bằng bất cứ giá tiền nào, tôi cũng sẽ mua được ngọn đèn này. Bà lão nói: thưa ông, tôi nghèo, tôi cần tiền thiệt đó, nhưng chấp nhận tôi đói chết chứ không bao giờ tôi bán ngọn đèn này đâu. Ông trưởng giả nói là: ồ, bà chỉ cần nói với tôi bà bán ngọn đèn thôi, bà đâu có mất gì đâu. Và dù bây giờ bà không bán thì ngọn đèn đó bà cũng đã dâng cúng cho Đức Phật. Bà lão nói: thưa với ông, tôi đã dâng cúng ngọn đèn cho Đức Phật, ngọn đèn đó là của Đức Phật, cho nên tôi không có quyền bán. Mà nếu như nó là của tôi cũng không bao giờ bán cho ông. Ông có đem hết gia tài của ông để đổi lấy ngọn đèn, tôi cũng không đổi. Ông trưởng giả này quay trở về gặp Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn: tại sao cái bà lão ăn xin đó cái tâm lại kiên định như vậy? Tại sao với một khối tài sản khổng lồ để đổi lấy một cây đèn chỉ đáng giá 2 xu mà bà ta không đổi? Đức Phật nói: này thiện nam tử, ông chớ có đem của tiền mà đổi lấy cái tâm thành kính của vị thí chủ kia. Bởi tất cả những của cải tài sản của ông có gấp 10 lần như vậy hay 100 lần như vậy cũng không có thể so sánh với cái giá trị của ngọn đèn ấy. Lúc bây giờ ông trưởng giả ông nghe như thế thì ông hết hồn. Ông mới nói: bạch Thế Tôn, tại sao mà cái ngọn đèn nó lại giá trị như vậy, mà tại sao nó lại không tắt, mà trong khi nó chỉ là một chút xíu dầu, và mấy ngày đêm đi qua gió lớn rất là nhiều thổi tới, những ngọn đèn khác tắt hết mà ngọn đèn này không tắt. Đức Phật nói: đó không phải là ngọn đèn bình thường, đó là ngọn đèn của sự thành kính, đó là ngọn đèn của trí tuệ, và đó chính là ngọn đèn tâm. Cho nên không có một cơn gió nào có thể thổi tắt được ngọn đèn ấy. Lúc bấy giờ Ngài Mục Kiền Liên muốn chứng minh điều đó. Thưa các vị, là Ngài Mục Kiền Liên mới vận thần thông tạo thành một cơn gió thiệt là lớn, thổi vào ngọn đèn, cơn gió đi qua, ngọn đèn vẫn còn sáng. Lúc bấy giờ tất cả mọi người mới ngỡ ngàng hướng về Đức Phật, và Đức Phật mới có một thời pháp ngắn. Đức Phật mới dạy rằng: này tất cả các thiện nam tín nữ, những cái hòa phẩm mà các vị dâng lên cúng dường cho Như Lai, tất cả những thứ đó đều có giá trị, nhưng có một thứ mà giá trị cao tột hơn hết, siêu việt hơn nó hết, đó chính là tâm thành của các vị và chính là sự tu tập của các vị. Thì cái giá trị này mới đích thực là các vị đang cúng dường cho Như Lai, và Như Lai thọ nhận cái giá trị đích thực này
với những cái phẩm vật mà các vị dân cúng, nếu như không có chứa tâm thành, các vị có được phước báo, nhưng Như Lai không thọ nhận những thứ ấy. Như Lai chỉ thọ nhận sự thành kính và sự tu tập của các vị. Bây giờ cũng thế. Tối nay ở chùa Thiên Phước làm lễ hoa đăng, mỗi người được nâng một ngọn đèn. Các vị phải thầm nói với mình rằng đây chính là ngọn đèn, là ánh sáng của trí tuệ. Mình phải thành kính để dâng lên cho Đức Phật, cúng dường Đức Phật. Đó là hình ảnh bên ngoài. Nhưng các vị phải tự nhủ với mình phải cố gắng tu tập để thắp sáng được trí tuệ trong con người của mình. Đó mới chính là ngọn đèn không có một cơn gió nào thổi tắt. Đó mới chính là ngọn đèn thật sáng, thật vĩ đại, thật tròn đầy công đức mà chúng ta dâng lên cúng dường cho Đức Phật. Tất cả chúng ta sống trong đời sống này nè, người ta nói rằng cần có sự thông minh mới sống được, cần có nhiều hiểu biết thì mới không bị người khác ăn hiếp lấn lướt. Và chúng ta hãy nghĩ rằng đó là cách nói và cách sống của những người ở thế gian, những người còn chạy theo cuộc đời để bám víu theo của tiền danh lợi vân vân, thì tất nhiên họ phải cần phải thông minh, họ phải cần có sự hiểu biết để lấn lướt người khác chứ không để người khác lấn lướt họ, vân vân. Nhưng tất cả mọi thứ đó chung quy dẫn đến cũng chỉ là đau khổ, thưa các vị. Còn chúng ta thắp sáng được ngọn đèn trí tuệ có nghĩa là hiểu biết, nhìn nhận bằng con mắt tuệ vào muôn pháp, muôn sự việc một cách chân thật, đúng như tuần tự và nhân duyên của nó diễn biến, và nhìn nhận được chính con người của mình có mặt hiện hữu và bản chất của mình có mặt ở cuộc đời là gì, và biết mình là ai. Đó chính là ta thắp sáng được trí tuệ. Đó là mình nói hơi sâu, còn mình nói hơi cạn và các vị có thể thực hành. Đó là khi các vị buồn, các vị đừng khổ vì cái nỗi buồn, đó là các vị có trí tuệ. Khi các vị giận, các vị chớ có để cho cái giận lôi kéo các vị đi để tạo cái nghiệp không tốt ở nơi khẩu, tạo cái nghiệp không tốt ở nơi thân, đó là các vị đã có trí tuệ để hóa giải cơn giận. Khi các vị có sự tham đắm vào bất cứ một cái vật thể ở bên ngoài, hay là tham đắm vào sắc đẹp, các vị ngay lúc ấy tự nói với mình rằng tất cả mọi thứ là phù du, là ảo ảnh, tất cả mọi thứ không phải là của mình. Tức là khi đó các vị đã thắp sáng được ngọn đèn trí tuệ để phá tan bóng tối của tham lam, của ham muốn. Như vậy thì những cái điều mà chúng ta làm được là những điều chúng ta đang tu chính bản thân mình. Nhưng trong lúc mà chúng ta làm được đó là chúng ta đang cúng dường cho Đức Phật. Và làm sao để chúng ta có thể hiên ngang đi giữa cuộc đời mà trí tuệ của mình không bị lu mờ? Đây là điều mà chúng ta cần phải lưu tâm nè. Có rất nhiều vị tu hành công phu miên mật tinh tấn, được xem rằng không bao giờ thối chuyển trên con đường đạo. Nhưng rồi đến một lúc hoàn cảnh bên ngoài đưa đến, rồi muôn thứ nó cứ dồn dập, tự nhiên người đó bị mọi thứ bên ngoài chi phối, tâm đạo mất đi. Thưa quý vị, đấy là hình ảnh của sự không vững vàng với trí tuệ. Bản thân của chúng ta cũng thế.
Đôi khi mình nghĩ rằng ồ, cuộc đời này đâu có gì đâu, mình từng này tuổi rồi đâu có cần gì phải ham muốn, mình từng này tuổi rồi chỉ biết lo tu thôi, mình chừng này tuổi rồi cái này đối với cuộc đời cũng chẳng là gì cả, giờ chỉ có một thứ là tu và ráng tu thôi. Nhưng không, cuộc đời nó không bao giờ đẹp như mình nghĩ. Cuộc đời không bao giờ đẹp như mình nghĩ. Rồi mọi thứ bình yên nó đi qua thì những cái thứ ngổn ngang nó sẽ đến. Người ta mới dùng cái từ là thăng trầm của cuộc đời. Bởi vậy, thưa quý vị, khi đã hiểu cuộc đời không như ý mình muốn thì mình lúc nào cũng phải chính bản thân mình phòng thủ cho mình. Ở ngôn ngữ gọi là phòng hộ tâm. Phòng hộ tâm. Phòng hộ tâm có nghĩa là lúc nào cũng để ý gìn giữ cái tâm của mình, không để cho nó rong ruổi chạy đi bất kỳ nơi đâu. Ngôn ngữ của nhà thiền gọi là hãy sống với giây phút hiện tại. Hãy sống với giây phút hiện tại. Ta ngồi đây, thân ở đây thì tất nhiên tâm phải có mặt ở đây. Nếu như thân ngồi đây, tâm thả đi về nhà, tâm nghĩ nhớ đến chuyện ngày hôm qua, hoặc tâm nghĩ tưởng đến cái chuyện của tối nay, thì có nghĩa là thân chỉ ngồi đây, tâm không có mặt. Như vậy là không sống với hiện tại. Mà sống với hiện tại là tôi ngồi đây và tôi đang thấy các vị, tôi đang có mặt cho các vị, và tâm tình tôi đang có mặt ở đây. Các vị cũng ngồi đây, các vị thấy tôi, lắng nghe tôi nói, và các vị để tâm nghe tôi nói. Các vị không nghĩ ngợi bất kỳ những chuyện gì khác, không thả tâm các vị đi ra khỏi chỗ này, thì có nghĩa là các vị đang sống trọn vẹn. Tôi đang trọn vẹn với các vị, và các vị đang trọn vẹn với tôi. Đó là giây phút thật sự sống và giây phút hiện hữu. Đó là mình nói theo cái ngôn ngữ của nhà thiền. Nhưng còn những người tu pháp môn tịnh độ mình thì thế nào? Cũng y như vậy không khác. Nhưng mà chỉ khác, đó chính là mình ngồi đây, mình có mặt ở đây, tôi nói, các vị nghe, nhưng trong lòng các vị vẫn không bị những cái phiền não vọng tưởng chi phối, và trong lòng các vị không có bao giờ sao lãng với cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Đó chính là các vị đang có mặt. Rồi cũng vậy, khi các vị về nhà cũng thế, hay bất kỳ đi đâu cũng thế, làm bất cứ chuyện gì cũng thế, trong lòng các vị không sao lãng câu niệm Phật, lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì đó chính là ngọn đèn trí tuệ của các vị lúc nào cũng tỏa sáng, lúc nào cũng tỏa sáng, không bao giờ lu mờ. Thì ngày nào cũng là ngày vía Đức Phật Di Đà, ngày nào cũng là ngày các vị đốt đèn cúng dường Đức Phật. Đồng ý không?